Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn trở lại với thánh địa siêu xe và xe sang. Hôm nay có gì các bạn nhá? Hôm nay sẽ có tận 2 siêu phẩm đã bị ngừng sản xuất xuất hiện tại Metropole luôn các bạn ạ. Và đây, xin giới thiệu các bạn một chiếc Maybach 62 với ngoại thất hai màu, dưới màu đen và trên màu vàng đồng, mang biển số 15A và rất đẹp luôn các bạn nhá, 56888. Chiếc Maybach này mà team Auto 568 mua về để sử dụng đón khách thì gọi là đỉnh cao luôn, Auto 568 luôn và đuôi 88 phát luôn các bạn nhá. Wow, một chiếc S-Class độ phong cách AMG. Màu cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó, quay trở lại với chiếc Maybach 62 này các bạn này, Maybach 62 với cái lưới tản nhiệt nan nhỏ hơn so với chiếc Maybach 62S. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này, logo Maybach đặt nổi này. Đó, hai chữ M lồng vào nhau đặt nổi các bạn nhé. Nhìn quá là xuất sắc luôn. Chiếc này là chiếc Maybach 62 và có chiều dài tổng thể là 6,2m các bạn nhé. Chiều dài tổng thể 6,2m. Tuy nhiên xe lại chỉ có 4 chỗ ngồi thôi, chỉ có 4 chỗ ngồi thôi các bạn nhé. Các bạn biết được là không gian hàng ghế thứ hai nó rộng khủng khiếp như thế nào rồi. Đây các bạn này, phần đầu này, phong cách nhìn nó vẫn rất quyền lực so với những chiếc S-Class hay là S-Class Maybach bây giờ các bạn ạ. Nhìn nó vẫn khác biệt các bạn ạ. Nó đẳng cấp cực kỳ luôn. Cụm đèn pha này làm thành hai cụm khác nhau các bạn nhé. Và bên trong cái cụm đèn pha cũng có chữ MM logo của Maybach các bạn nhé. Xuất sắc luôn. Chiếc này thì có ngoại thất hai màu và là một chiếc xe của đại gia Hải Phòng. Đó, ngoại thất hai màu các bạn này. Nó cũng gọi là siêu phẩm, ôi giời ơi luôn. C300 AMG Audi Q5. Đây là phần đuôi của chiếc Maybach này các bạn này. Nó khác biệt với những chiếc xe khác luôn. Nó khác biệt với những chiếc S-Class khác. Mặc dù đã có tuổi đời khoảng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi các bạn nhé. Tuy nhiên cái đèn hậu này, nó có đã có chen này. Cụm đèn hậu này, hai bên nối liền nhau các bạn này. Đó, sử dụng đèn LED và nối liền nhau. Logo Maybach này, hai chữ LM lồng vào nhau này. Đó, thiết kế hai màu quá là xuất sắc luôn. Bộ mâm này, mâm này có lẽ là kích thước khoảng 20 inch các bạn ạ. Mâm kiểu mâm đặc giống như Maybach S600 hay là S650 đó các bạn. Nhìn rất là tước. À, bộ mâm này 19 inch các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn logo hai chữ M lồng vào nhau này. Quá xuất sắc luôn các bạn. Quá dài luôn. Và tất nhiên là quang dành cho ông chủ thì cũng có cái rèm các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, cái rèm che cái kính đi lại kín đáo, giống như Rolls Royce Phantom mà mình đã từng review cho các bạn rồi. Đó, đang đỗ ngay dưới cổng vào của khách sạn Metropole luôn, Hotel Metropole. Đó, trên tay em Maybach 62 của đại gia Hải Phòng. Chúng ta sẽ đến với những chiếc siêu xe và xe sang khác đáng chú ý đây. Một chiếc Honda CR-V độ Modulo. Còn đây thì chúng ta có siêu phẩm Ferrari. Ferrari 488 GTB các bạn nhé. Ferrari 488 GTB. Một chiếc xe rất là quen thuộc với anh em tại Hà Nội rồi. Ngoại thất màu đỏ và nội thất bên trong màu đỏ được thiết kế và đặt cá nhân hóa của anh chủ tại nước ngoài, nhập về Việt Nam. Về được khoảng hơn 2 năm rồi, tuy nhiên anh chủ vẫn chưa do ra biển các bạn ạ. Đây các bạn này, rất đẹp luôn. Có tem kiểm định nhập Mỹ này các bạn này. Tem nhập Mỹ này, mâm 5 chấu này. Nội thất bên trong còn có cả chữ ký của anh chủ luôn các bạn nhé. Nội thất bên trong bọc da màu đỏ nhìn rất là ấn tượng. Wow, Bentley Mulsanne. Wow, Mulsanne và Maybach các bạn kìa. Đó, Mulsanne và Maybach. Ferrari 488 671 mã lực, rất mạnh mẽ luôn. Mâm 5 chấu này, cùng phanh gốm, gốm carbon đục lỗ và cái đĩa phanh gốm carbon và cùng phanh màu đỏ các bạn nhé. Ferrari 488. Động cơ V8 3.8 lít 671 mã lực. Đây là động cơ tăng áp các bạn nhé. Đấy, dưới cái nắp kính này các bạn này. Đây là phần đuôi của chiếc 488 này. Ống xả đơn đặt đối xứng hai bên giống như Ferrari 458 Special. Các cái cánh lướt gió, cái cánh chia gió cỡ lớn ở phía dưới gầm cản các bạn này. Đó. Đèn phanh giống như phong cách của những chiếc xe đua F1. Oh, Panamera. Quá nhiều siêu phẩm các bạn. Đó, chia tay chiếc 488 này, chúng ta sẽ đến với những chiếc khác đang đỗ ở đây. Oh, một chiếc S-Class, S-Class màu xanh. Và các bạn nhìn thấy cái gì đặc biệt không? Chiếc này thì đã được độ lên phong cách Maybach các bạn nhé. Cản Maybach này, mâm cũng của Maybach S560 này. Đó, S560 đời không phải là mới nhất trên thế giới, nhưng là mới nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Chiếc này có một ngoại thất màu xanh thì rất là đẹp, nhất là khi ra nắng các bạn ạ. Mâm này, các bạn này, mâm giống phong cách của S560 và được rất nhiều chủ xe S-Class độ lên các bạn nhé. Rất nhiều chủ xe S-Class tiêu chuẩn độ cái bộ mâm này bởi vì nó rất đẹp. Mâm 20 inch, lốp phía trước là 245/40.
đấy, cũng độ cái nẹp kim loại mạ chrome hai bên này và cái logo hai chữ M ở đuôi xe đó, hai chữ M ở đuôi xe. Đây bộ mâm phía sau này các bạn, đó giống như phía trước, phong cách phía trước. Đấy, phần đuôi của chiếc S450 được chủ nhân độ lên phong cách Maybach, đó cũng có gắn logo Maybach luôn, màu xanh nhìn rất là ấn tượng đó. Và đây chúng ta lại có một chiếc siêu phẩm nữa các bạn nhé, một chiếc Maybach nữa này. Wow, đây là chiếc Maybach 62S phiên bản Zeppelin. Đó, phiên bản Zeppelin luôn các bạn ạ. Đó, nó còn phiên bản cao hơn, độc hơn và hiếm có hơn so với chiếc 62 của đại gia Hải Phòng mà mình quay trong đầu clip. Đây các bạn, siêu ngưỡng này. Chiếc này thì là một nhân vật thường xuyên xuất hiện tại Metropole thời gian vừa qua. Mặc dù là mang biển số 51A, tuy nhiên chủ xe lại thường xuyên ở Hà Nội các bạn nhé. Đó, xe thì thường xuyên có mặt tại Metropole và đã định cư ở Hà Nội cũng khá lâu rồi. Mình gặp chiếc này cũng phải đâu đó khoảng 4-5 năm trước rồi là ít. Đó, đây các bạn này, cái cụm đèn pha đã giống như chiếc đầu tiên mình quay ấy, chiếc của đại gia Hải Phòng ấy, cũng được làm hai cụm và có hai chữ MM ở bên trong các bạn. Đó, đây là cái logo. Đó, các bạn nhìn thấy logo chữ Zeppelin chưa? Đó, hai chữ M bên dưới có chữ Zeppelin, quá là xuất sắc luôn. Lưới tản nhiệt thì nó cũng được làm khác so với chiếc 62 kia các bạn nhé, nó được làm khác so với chiếc 62. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nan, 11 nan, mạ chrome và sen giữa là những cái nan nhỏ màu đen. Đó, ốp kim loại mạ chrome bên ngoài, xuất sắc luôn. Chiếc này đây, phiên bản Zeppelin thì nó sẽ có một cái đường lai chạy dọc từ phía sau này. Ốp kim loại mạ chrome đây các bạn này. Chiếc này thì đã bị bong mất cái phần trên rồi các bạn nhé, cái nẹp ở trên đã bị bong rồi, vẫn có cái nẹp phía dưới. Đó, chiều dài tổng thể 6,2m, thế nên các bạn có thể thấy rồi, nó rất dài luôn các bạn ạ. Rất dài luôn các bạn nhé. Mâm của chiếc này cũng đã được, à xin lỗi các bạn, mâm của chiếc này thì vẫn là mâm zin. Đây, mâm zin đa chấu, kích thước có lẽ là khoảng 20 inch, lốp Michelin. Đó, lốp Michelin. Phía dưới cũng có một cái nẹp kim loại các bạn. Đó, đây các bạn nhìn chiều ngang của chiếc Maybach này, Maybach 62S Zeppelin, không quá dài luôn, 6,2m và không có 4 chỗ ngồi các bạn nhé. Siêu phẩm luôn. Đây, phần đuôi nó cũng giống như chiếc của đại gia Hải Phòng. Đó, các bạn thể quan sát này, cũng có cái đèn hậu nối liền hai bên này, logo Maybach này và chữ 62S này. Đó, chữ 62S này, siêu phẩm các bạn, xuất sắc luôn. Phía dưới này thì chúng ta có một chiếc Range Rover SV Autobiography 2 màu và đã được độ mâm. Đây là đời 2016 các bạn nhé. SV, chữ SUV siêu sang, siêu đặc cấp. Đây thì có một chiếc GLS 450. Đây là phiên bản chính hãng. Đó, chiếc GLS SUV cỡ lớn nhà mẹt. Một chiếc Porsche đời cũ, ngoại thất màu xanh. Mẹt GLA 450, à xin lỗi bạn, GLA 45 được độ tem AMG, GLA 45 AMG. Đó, dưới này thì chúng ta có một chiếc BMW Z4, một BMW Z4 các bạn này. Đó, Z4 S-Driver 30i đời mới nhất, động cơ 2.0 lít, công suất là khoảng 258 mã lực. Đó, Z4, mẫu xe mui trần các bạn nhé, mui trần cá tính luôn, mui đen, có thể mở ra nhanh chóng. Đây là phần đuôi của chiếc Z4 này. Ồ, khá là đẹp các bạn. S-Driver 30i, mua chính hãng giá bán là hơn 3,3 tỷ đồng. Đó là những mẫu xe đáng chú ý. Ở bên đối diện kia thì có một chiếc Bentley Bentayga kìa, nó thường xuyên ngày nào cũng đỗ ở đấy luôn các bạn nhé, ở sảnh khách sạn Capella, khách sạn đối diện với khách sạn Metropole. Vâng, đó là những gì, những mẫu xe đáng chú ý có mặt tại Thánh Địa Siêu Xe, khách sạn Metropole Hà Nội. Còn có lẽ mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.